Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt, quyển sách Chân Trời Sáng Tạo. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài của tuần 14. Và bài đầu tiên hôm nay chúng ta học là nói về chủ đề lớp em. Và bài 1 hôm nay chúng ta học đó là bài vần áp, vần up và vần up. Các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Các em ạ, các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô giáo biết các bạn ở trong lớp đang làm gì? Các bạn ở trong lớp học đang làm gì? Các em ạ, trong bức tranh là các bạn trong lớp học đang ngồi học vẽ đấy các em ạ. Và bạn gái thì đang ngồi vẽ chiếc cặp này. Rồi bạn thì đang ngồi vẽ con cá mập này. Và bạn thì ngồi vẽ chiếc cái tháp này. Đấy, như vậy đây là các bạn đang ngồi học trong lớp đấy các em ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, đó là bài vần áp, vần up và vần up. Trước tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đánh vần cho cô phần sau. Các em hãy đánh vần theo cô. Áp, áp, áp. Vần áp có âm A đứng trước, âm B đứng sau. Chúng ta đánh vần là A, B, áp. Áp. Vần áp có âm A là âm chính, âm B là âm cuối. Tiếp tục các em vần cho cô vần sau. Up, up, up. Vần up có âm á là âm có âm á ghép với âm p. Đánh chúng ta đánh vần như sau. Á, p, up. Vần up có âm á là âm chính, âm p là âm cuối. Tiếp tục các em phát âm cho cô. Up, up, up. Vần up có âm ớ ghép với âm p. Âm ớ đứng trước, âm pờ đứng sau. Chúng ta đánh vần là ớ, pờ, ấp. Vần ấp có âm ớ đứng trước, âm pờ đứng sau. Âm ớ là âm chính, âm pờ là âm cuối. Mời các em đọc lại. Áp, ấp, ấp. Các em hãy so sánh cho cô vần áp, vần ấp và vần ấp xem có điểm gì giống và khác nhau. Các em ạ, trong 3 vần, vần áp, vần áp và vần ấp đều có điểm giống nhau là có âm p là âm cuối. Còn khác nhau ở âm chính, đó là vần áp có âm a là âm chính, vần ấp có âm á là âm chính và vần ấp thì có âm ớ là âm chính. Như vậy đây chính là điểm giống nhau và khác nhau giữa 3 vần này. Bây giờ cô mời các em hãy đọc cho cô giáo mô hình sau. Sờ, áp, sạp. Tiếng sạp có âm sờ đứng trước, vần áp đứng sau và thanh nặng dưới A. Chúng ta đánh vần như sau. Sờ, áp, sáp, nặng, sạp. Tiếng sạp có âm sờ đứng trước, vần áp đứng sau, thanh nặng dưới A. Các em hãy tìm cho cô giáo thêm những tiếng có chứa vần áp, vần ấp hoặc vần ấp. Cô mời các em hãy nhập vào phần bình luận dưới video giúp cô. Mỗi bạn tìm một tiếng có chứa vần áp, vần up hoặc vần up. Các em mỗi bạn sẽ nhập cho cô giáo một tiếng. Cô giáo có một số tiếng sau. Ví dụ như tiếng có vần áp, cô giáo có tiếng tháp. Tháp, thờ, áp, tháp, sắc tháp. Tiếng tháp có chứa vần áp. Vần up cô giáo có tiếng cặp. Cặp, cờ, áp, cắp, nặng cặp. Tiếng cặp có âm cờ đứng trước, vần ấp đứng sau, thanh nặng dưới A. Vần ấp cô giáo có tiếng mập. Mập, mờ, ấp, mấp, nặng mập. Tiếng mập có âm mờ đứng trước, vần ấp đứng sau, thanh nặng dưới ớ. Như vậy là các em có thể tìm được rất nhiều tiếng có chứa vần áp, vần ấp hoặc vần ấp. Và các em lưu ý là vần có âm cuối là âm bờ thì chỉ ghép được với hai thanh, đó là thanh sắc và thanh nặng. Vị trí của dấu thanh chúng ta để ở trên âm chính đối với thanh sắc, còn dưới âm chính đối với thanh nặng. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu các từ ứng dụng. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô giáo biết trong tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đây chính là hình ảnh các bạn đang múa. Và đây chính là điệu múa sạp các em nhé. Đây là điệu múa sạp truyền thống của người Việt Nam chúng ta.
là một điệu múa rất là hay và cần phải có sự đoàn kết, tập trung của tất cả đội ở trong đội múa. Ở đây có những cái song bằng gỗ và hai bên thì có người ngồi để gõ thanh gỗ để các bạn nhảy bước vào trong và nhảy bước ra ngoài, làm sao để cho khỏi va vào chân. Đây chính là điệu múa sạp. Tương ứng với bức tranh này thì cô giáo có từ ứng dụng sau: múa sạp. Tiếng từ múa sạp gồm có hai tiếng, tiếng múa và tiếng sạp. Tiếng sạp có chứa vần áp hôm nay chúng ta học: mờ ua mua sắc múa, sờ áp sáp nặng sạp. Múa sạp, tiếng sạp có chứa vần áp. Cô mời các em phân tích tiếng sạp cho cô. Sạp, tiếng sạp có âm sờ đứng trước, vần áp đứng sau, thanh nặng dưới A. Múa sạp. Tiếp tục các em quan sát bức tranh thứ hai và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh bạn đang chơi đồ chơi đấy các em ạ. Và tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau. Đây chính là bộ đồ chơi nắp ráp mô hình của bạn nhỏ. Và đây chính là tương ứng với bức tranh, cô giáo có từ nắp ráp. N áp lắp sắc lắp, R áp ráp sắc ráp, lắp ráp. Các em hãy cho cô giáo biết trong từ lắp ráp thì tiếng nào có chứa vần áp. Mời các em nhập vào phần bình luận giúp cô. Trong từ lắp ráp thì tiếng lắp có chứa vần áp. Cô mời các em đánh vần. L áp lắp sắc lắp, lắp ráp. Tiếng lắp có âm L đứng trước, vần áp đứng sau, thanh sắc trên Á. Lắp ráp. Tiếp tục các em hãy quan sát bức tranh thứ ba. Các em cho cô giáo biết bạn nhỏ đang làm gì. Các em ạ, trong bức tranh là bạn nhỏ đang tập thể dục đấy các em ạ. Và tập thể dục đối với cơ thể chúng ta thì rất là tốt, và tốt cho sức khỏe chúng ta, rất là khỏe mạnh và học tập tốt đấy các em ạ. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau: tập thể dục. Từ tập thể dục là từ gồm có 3 tiếng, đó là tiếng tập, tiếng thể và tiếng dục. Trong từ tập thể dục này, tiếng nào có chứa vần ấp? Các em hãy nhập vào phần bình luận giúp cô. Đáp án của cô là tiếng tập có chứa vần ấp. Hôm nay chúng ta học tập, tờ ấp tấp nặng tập. Tiếng tập có âm tờ đứng trước, vần ấp đứng sau, thanh nặng dưới ớ. Tập thể dục. Cô mời các em đọc lại. Áp áp ấp, sờ áp sạp, múa sạp, lắp ráp, tập thể dục. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc xong. Bây giờ để các em có thể luyện viết tốt hơn, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện viết. Các em hãy lấy bảng con để chúng ta cùng nhau luyện viết nhé. Chúng ta cùng nhau luyện viết vần áp. Vần áp được viết bởi con chữ A, có độ cao là 2 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ A, chúng ta lia bút lên con chữ P, có độ cao là 4 ly. Chúng ta được vần áp. Tiếp tục hướng dẫn các em viết chữ sạp. Chữ sạp gồm có con chữ S, có độ cao là 2,25 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ S, chúng ta lia bút lên con chữ A, có cùng độ cao là 2 ly. Và viết con chữ P, có độ cao là 4 ly. Thanh nặng dưới con chữ A, chúng ta được chữ sạp. Tiếp tục chúng ta viết vần áp. Vần áp chúng ta viết như vần áp. Sau đó các bạn thêm cho cô giáo dấu phụ của con chữ A trên con chữ A, chúng ta sẽ được vần áp. Tiếp tục cô hướng dẫn các em viết chữ lắp. Chữ lắp chúng ta viết con chữ L, có độ cao là 5 ly. Sau đó viết con chữ Á, có độ cao là 2 ly. Và cuối cùng là viết con chữ P, có độ cao là 4 ly. Dấu Á, chúng ta để dấu Á trên A và dấu sắc trên con chữ Á, chúng ta được chữ lắp. Vần ấp chúng ta viết như vần áp.
Sau đó để dấu phụ của con chữ ớ trên con chữ A, chúng ta sẽ được vần ấp. Chúng ta luyện viết chữ tập. Chúng ta viết con chữ tờ có độ cao là 3 ly. Sau đó viết con chữ ớ có độ cao là 2 ly. Và cuối cùng là chúng ta viết sang con chữ pờ có độ cao là 4 ly. Và dấu phụ của con chữ ớ trên A. Cuối cùng chúng ta để thanh nặng dưới ớ, chúng ta sẽ được chữ tập. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện viết xong vần áp, tiếng sạp, vần ấp, tiếng lắp, vần ấp và tiếng tập. Tiếp tục bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc các từ ứng dụng sau. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh những tờ giấy. Và những tờ giấy này là những tờ giấy dùng để nháp các em ạ. Và người ta gọi đây là giấy nháp đấy. Cô giáo có từ sau. Giấy nháp. Dây sắc giấy. Nhờ áp nháp sắc nháp. Giấy nháp. Từ giấy nháp gồm hai tiếng, tiếng giấy và tiếng nháp. Trong từ giấy nháp thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Các em hãy nhập vào phần bình luận giúp cô. Trong từ giấy nháp thì tiếng nháp có chứa vần áp hôm nay chúng ta học? Cô mời các em đánh vần lại. Nháp, nhờ áp nháp sắc nháp. Tiếng nháp có âm nhờ đứng trước, vần áp đứng sau, thanh sắc trên A. Chúng ta được từ giấy nháp. Tiếp tục cô mời các em quan sát bức tranh thứ hai và cho cô giáo biết đây là cái gì. Các em ạ, đây chính là một cái tủ để đựng giày dép đấy các em ạ. Và các em quan sát kỹ cho cô, trong tủ thì các đôi dép đôi giày được để như thế nào. Các em ạ, đôi giày đôi dép này được để rất là gọn gàng, ngăn nắp. Và đôi nào ra đôi đấy theo từng hàng, rất là gọn gàng. Và đây chính là hình ảnh tương ứng với từ sau. Ngăn, nắp. Từ ngăn nắp gồm hai tiếng, tiếng ngăn và tiếng nắp. Ngờ ăn ngăn, nờ ấp nắp sắc nắp. Ngăn, nắp. Trong từ ngăn nắp thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Cô mời các em nhập vào phần bình luận nhé. Đáp án của cô. Trong từ ngăn nắp thì tiếng nắp có chứa vần ấp hôm nay chúng ta học. Nắp, nờ ấp nắp sắc nắp. Tiếng nắp có âm nờ đứng trước, vần ấp đứng sau, thanh sắc trên á. Tiếp tục cô mời các em hãy quan sát bức tranh tiếp theo. Các em hãy cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh cô giáo và các bạn học sinh. Và các em quan sát kỹ cho cô, các bạn học sinh đứng như thế nào đây? Các em thấy là trong bức tranh, các bạn học sinh đứng theo thứ tự từ thấp đến cao. Bạn nào thấp đứng trước thì bạn cao đứng sau. Như vậy các em thấy đây chính là bức tranh thể hiện sự cao thấp khác nhau của các bạn. Và tương ứng với bức tranh này thì cô giáo có từ, đó là từ cao thấp. Cờ ao cao, thờ ấp thấp sắc thấp. Cao, thấp. Trong từ cao, thấp thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học? Trong từ cao, thấp thì tiếng thấp có chứa vần ấp hôm nay chúng ta học. Thờ, ấp, thấp, sắc, thấp. Tiếng thấp có âm thờ đứng trước, vần ấp đứng sau, thanh sắc trên ớ. Cao, thấp. Cô mời các em đọc lại các từ này. Giấy, nháp. Ngăn, nắp. Cao, thấp. Như vậy là cô thấy các em luyện đọc từ rất là tốt rồi. Bây giờ để các em có thể luyện đọc đoạn văn tốt hơn thì cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang luyện đọc đoạn văn ứng dụng sau. Đoạn văn này nói về một bài, đó là tập gọn gàng ngăn nắp. Cô mời các em đọc theo, lắng nghe cô giáo đọc mẫu. Tập gọn gàng ngăn nắp. Từ đầu năm học, cô giáo nhắc chúng em để đồ đạc đúng chỗ. Vâng lời cô, chúng em để mũ nón lên cái kệ, bỏ cặp sách vào học bàn. Cô dặn chúng em cần tập gọn gàng
ngăn nắp mọi nơi, mọi lúc. Như vậy các em vừa nghe cô giáo đọc xong đoạn văn. Các em hãy cho cô giáo biết trong đoạn văn này, trong bài này, bài đọc của chúng ta thì gồm có mấy câu. Các em hãy nhập số câu vào phần bình luận giúp cô. Bài đọc này gồm có mấy câu? Đáp án của cô như sau. Bài đọc của chúng ta từ câu 1, đó là từ đầu cho đến đúng chỗ. Câu 2 là từ vâng lời cho đến học bàn. Câu 3 là câu còn lại. Như vậy là bài đọc của chúng ta gồm có 3 câu. Bây giờ cô mời các em, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một. Mời các em đánh vần từng câu. Tờ ư tư huyền từ, đờ âu đâu huyền đầu, nờ âm năm, hờ óc khóc nặng học, cờ ô cô, di ao giao sắc giáo, nhờ ắc nhắc sắc nhắc, chờ ung chung sắc chúng, e mờ em, đờ ê đê hỏi đẻ, đờ ô đô huyền đồ, đờ ác đác nặng đạc, đờ ung đung sắc đúng, chờ ô chô ngã chỗ. Từ đầu năm học, cô giáo nhắc chúng em để đồ đạc đúng chỗ. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng đánh vần và đọc câu thứ hai. Và ân vâng, lờ ơi lơi huyền lời, cờ ô cô, chờ ung chung sắc chúng, em, đờ ê đê hỏi đẻ, mờ u mu ngã mũ, nờ on non sắc nón, lờ ên lên, cờ ai cai sắc cái, cờ ê ca ê kê nặng kệ, bờ o bo hỏi bỏ, cờ áp cắp nặng cặp, trờ ách sách sắc sách, vờ ao vao huyền vào, hờ ốc hốc nặng học, bờ an ban huyền bàn. Vâng lời cô, chúng em để mũ nón lên cái kệ, bỏ cặp sách vào học bàn. Chúng ta cùng nhau đánh vần và luyện đọc câu thứ ba. Cờ ô cô, giờ ăn răn nặng dặn, chờ ung chung sắc chúng, em, cờ ân cân huyền cần, tờ ấp tấp nặng tập, gờ on gon nặng gọn, gờ an gang huyền gàng, ngờ ăn ngăn, nờ ấp nắp sắc nắp, mờ oi moi nặng mọi, nờ ơi nơi, mờ oi moi nặng mọi, lờ úc lúc sắc lúc. Cô dặn chúng em cần tập gọn gàng, ngăn nắp mọi nơi mọi lúc. Cô mời các em đọc lại cả bài. Tập gọn gàng ngăn nắp. Từ đầu năm học, cô giáo nhắc chúng em để đồ đạc đúng chỗ. Vâng lời cô, chúng em để mũ nón lên cái kệ, bỏ cặp sách vào học bàn. Cô dặn chúng em cần tập gọn gàng, ngăn nắp mọi nơi mọi lúc. Như vậy là cô hướng dẫn các em luyện đọc xong bài tập gọn gàng ngăn nắp. Các em hãy cho cô giáo biết trong bài đọc này thì tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học. Các em hãy nhập vào phần bình luận giúp cô. Tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học, đó là vần áp, vần up và vần up. Đáp án của cô như sau. Tiếng cặp có chứa vần up. Cờ up cắp nặng cặp. Tiếng cặp có âm cờ đứng trước, vần up đứng sau, thanh nặng dưới á. Tiếng tập có chứa vần ấp. Tờ ấp tấp nặng tập. Tiếng tập có âm tờ đứng trước, vần ấp đứng sau, thanh nặng dưới ớ. Tiếng nắp có chứa vần ấp. Nờ ấp nắp sắc nắp. Tiếng nắp có âm nờ đứng trước, vần ấp đứng sau, thanh sắc trên á. Như vậy đây là những tiếng
có chứa vần hôm nay chúng ta học. Sau khi các em nghe cô giáo đọc đoạn đọc bài đọc thì các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Các bạn nhỏ đã sắp xếp đồ đạc như thế nào? Các bạn nhỏ đã sắp xếp đồ đạc như thế nào? Các em ạ, nghe lời cô giáo thì các bạn nhỏ đã để mũ, nón lên cái kệ và bỏ cặp sách vào trong học bàn đấy các em ạ. Như vậy là một người học sinh khi đi học thì các em cần rất cần sự gọn gàng, ngăn nắp, kể cả trong giờ học cũng như ở nhà. Chúng ta cần phải gọn gàng, ngăn nắp chỗ học của mình thì các em mới có thể học tốt được. Như vậy qua bài đọc này, cô mong rằng các em sẽ thực hiện việc gọn gàng, ngăn nắp ngay ở trong lớp học cũng như ở nhà các em nhé. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang về phần tiếp theo, đó là nói về nội quy. Các em hãy chia sẻ cùng bạn nội quy lớp học của mình để cho các bạn biết xem nội quy lớp học của mình có những gì và cách để đồ dùng học tập ngăn nắp. Chúng ta sẽ chia sẻ với bạn xem mình làm như thế nào để cho đồ dùng học tập của mình được ngăn nắp. Ví dụ như chúng ta có thể chia sẻ với bạn về nội quy của lớp mình, đó là gì? Không được ăn quà vặt trong lớp này, hoặc là chúng ta cần phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ này, rồi đi học đúng giờ này, không nói tục chửi bậy này. Hay như vậy, đây chính là một số cái nội quy mà trong các lớp học thường có. Các em có thể chia sẻ với bạn của mình hoặc là bạn bè của mình hoặc bạn khác lớp để bạn biết về nội quy lớp học của mình. Và chúng ta có thể chia sẻ cách sắp xếp đồ dùng học tập làm sao cho ngăn nắp gọn gàng. Ví dụ như là có thể chia sẻ với bạn là mình sẽ để sách một bên và một bên, hoặc là chúng ta có thể để cặp sách gọn gàng vào trong học bàn. Rồi mũ thì mình có thể treo lên giá, hoặc là chúng ta có thể là khi mà ngồi học chúng ta cần phải xếp gọn sách vở trong ngăn bàn. Đấy. Như vậy là chúng ta có thể chia sẻ với bạn về cái cách các cái nội quy và cái cách làm sao để chúng ta có thể học tập để đồ dùng ngăn nắp gọn gàng. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.